Rồi, vậy là mình đã đến điểm bẫy chim cút rồi nha mọi người. Mình nghĩ vòng vòng trong khu vực này nè sẽ có chim cút nha. Khu vực này thấy lý tưởng lắm, khách sảy con mà bẫy luôn. Cho nên mình quyết định là mình đem đồ nghề đây nha. Đó, đồ nghề của mình là gì? Này là cái đồ đựng nha, cái đồ để đựng chim cút. Đây là cái giỏ đồ nghề nha, mình nó cuốn thôi, chứ không có gì đâu. Đó, rồi mình cùng nhau hành quân nha. Đó, bẫy chim cút này dễ lắm mọi người. Chủ yếu á, chỗ nào mà có chim cút thôi, bẫy lụm liền, chút xíu thôi, tích tắc. 50 phút là lụm em, 50 phút là lụm em. Chủ yếu á, nó lâu lâu á, là do mình đi kiếm thôi, đi kiếm cái chỗ này chỗ kia đó. Mình bẫy thì mất thời gian hơi lâu thôi, bình thường có lụm liền. Đây, đó, mình nghĩ khu vực này có nè. Mình sẽ qua bên đây nha. Chỗ này là lãm hiểm luôn nè. Đó, đây. Đi đâu bẫy cho xa. Đây, rồi, quyết định đặt cái bẫy đây. Có lụm liền. Rồi, để mình dọn chỗ mình đặt cái nha mọi người. Đó, đây là cái vườn mai nha. Đây là mai con á, mai con của anh chị người ta mới trồng nha. Nè, mới trồng á. Lên mô vậy nè, nó lên mô bự bự vậy nè. Đừng cho nước ngập thôi, không có gì đâu. Rồi, đặt cái bẫy đây là lụm liền. Có mai mà, có mai là có hên là có tiền, lụm. Rồi này nha mọi người, vậy là sau khi mà mình đã đặt xong nha, ba cái bẫy là gì? Một cái lồng hai cánh đặt vậy nha, còn hai cái kẹp thì mình đặt gì, còn cái lo thì mình bỏ trên cái lồng luôn nha, là ok liền. Rồi để mình cầm cái máy này mọi người cùng xem nha, có cái hiệu quả có được móc gì không nha. Lấy đồ nghề mới cầm được mọi người. Lấy đồ nghề mới cầm được. Rồi để mình cầm cái bẫy đây nha. Rồi, vậy là được em chim cút đầu tiên nha mọi người. Em chim cút đó, em chim cút đó là em chim cút trống nha. Tại sao sao mình thấy chim cút trống rồi nè, tại sao chim cút trống? Tại vì cái ức nó mọi người, ức dưới này nè nha, nó có cái màu này nè, nó có cái màu vàng vàng vậy nè, cái màu vàng vàng vậy nè, tức là chim cút trống nha. Ở xa xa là mình thấy nha, là nó tới một cặp, là nó tới hai con cút trống lại đá nhau nha, hai con cút trống lại đá. Cái con cút thua kia nó chạy mất tiêu rồi, nó đá thua rồi, nó chạy mất tiêu luôn nha, nó không có lại. Mình thử ra được có con, còn có con này, con này nó đá thắng nè, cho nên ở lại đá bảy nha, nó dính. Còn con kia nó giọt mất tiêu rồi, nó giọt mất dép luôn rồi. Rồi vậy là cái điểm đầu tiên cũng không có làm mọi người thất vọng nha, là được một em. Rồi vậy mình sẽ dời nha, mình sẽ dời cái điểm bảy tiếp theo nha, coi có được cái móc gì nữa không nha. Rồi vậy Ngọc hẹn mọi người khi nào mà đến điểm bảy tiếp theo đi, rồi mình sẽ quay tiếp nữa nha. Đó, hai cái kẹp này nhìn thấy nó đẹp trai nha mọi người, nhưng mà hai cái kẹp này nó chết quất nha, hai kẹp này nó là phọc rồi, Nguyễn Văn Phọc rồi nha. Rồi vậy mình hẹn mọi người khi nào đến điểm bảy chim tiếp theo đi, Ngọc sẽ quay tiếp cho mọi người xem nữa. Rồi vậy là Ngọc sẽ chọn cái điểm bảy chim cút tiếp theo là nằm ở vườn sư ghi này nha mọi người. Nè, thành quả được nghe em nãy này nha, được nghe em nào bỏ vô nè, chim cút trống được bỏ vô nha. Rồi mình cùng nhau đi qua bên đây mọi người. Mình nghĩ trong cái vườn sư ghi này nè sẽ có chim cút nha, cho nên mình quyết định là mình đặt bẫy đây thêm lần nữa nha. Nãy là mình đặt cái đầu bên kia, bữa nay mình giờ này là mình đặt đầu bên đây. Tại sao? Tại vì cái miếng vườn này rộng nè mọi người, cái miếng vườn này rộng này nha, mình nghĩ sẽ có chim cút rồi kèm theo đó nè mọi người. Ở bên đây này nha, có cái miếng sư ghi bên đây nè, nó mọi người thấy không, cũng có hơi là có cỏ mọi người, cho nên mình nghĩ có chim cút nha. Cho nên mình quyết định là mình đặt cái bẫy bên đây, nếu kêu á
có chim cút là bảnh cũng qua luôn nha, dù mà nó cũng sẽ đi qua luôn. Cho nên mình đặt cái bẫy chọn vị trí ở đây nè là ok nha, là lý tưởng. Nói vậy thôi cái thành quả không biết có mốc gì không nha. Rồi để mình kiếm cái chỗ đặt bẫy chim cút coi, chỗ nào thấy lý tưởng nha. Đặt bẫy chim cút là dễ lắm mọi người ơi, tuy chim cút nó dạng thiệt nha, nó dạng thiệt nhưng mà mình cũng cần phải tìm á, tìm kiếm cái chỗ nào mà có cái nó hơi phức phức chút xíu nha, là khả năng dính nó mới cao được. Rồi vậy mình chọn cái vị trí cái chỗ chỗ này. Rồi vậy mình chọn vị trí chỗ này nha mọi người, quyết định nha. Mình đặt ở dưới chỗ cái gốc cây dừa mục nè, cây dừa ngã này nha. Rồi để mình đặt xong cái bẫy ở đây cho mọi người xem nha, đặt gần chỗ cái lỗ này luôn nè, cái lỗ đó là chim cút chín cao đúng nha. Rồi để mình đặt xong cho mình quay cho mọi người xem nữa nha. Rồi nè mọi người, vậy là sau khi mà mình đã đặt xong nha, đặt xong ba cái bẫy là như thế này nha. Đó rồi để mình đặt cái máy để mọi người cùng xem nha. Đó mình nghĩ là cái khả năng là bên giường bên đó đó mọi người nè, cái giường bên đó đó nha, cái giường đó hơi có cỏ cỏi nha, cho nên khả năng bên đó nó qua là cao nha. Mà mình không quyết định là không có đặt cái bẫy bên đó, tại vì cái giường bên đây nè, thứ nhất á, là nó rộng nha, cái thứ hai á, là cặp bên đó đó có thêm cái giường nữa, cho nên mình đặt vị trí cái giữa là mình sẽ bắt được là ba điểm nha, tức là ba chỗ nó sẽ dồn vô một, mình nghĩ như vậy thôi. Chứ thật sự là có hay không thì mời mọi người cùng xem với Ngọc nha, coi có được cái móc gì không. Thank you.
Vậy là thành quả. Cái lần bẫy thứ hai này là được hai em nha mọi người. Hai em chim cút này hình như là hai em chim cút trống không có gì mọi người. Mình nhìn thấy nó vàng, nhìn thấy con nó vàng vàng nha. Con kia không biết xa xa không biết sao à. Để mình quay gần cho mọi người xem nha. Mọi người thấy bẫy chim cút này thấy lẹ không? Đó, bẫy chim cút này là lợi hại vô cùng nha, lẹ lắm. Chỉ cần mà đặt cái bẫy gì đó, đặt cái bẫy gì xong nha, để cái lo lên rồi kèm theo hai cái kẹp đi nha. Có là lụm liền à. Tại vì khi con nào á nó đá bẫy á, thì sẽ đá. Còn riêng con nào không đá bẫy á, thì đi vòng vòng nó cũng dính mấy cái kẹp à, là lẹ lắm. Rồi, để quen gần cho mọi người xem nha. Coi cây cút đằng kia, cút trống, cút máy đây. Để con tắt cái lo cái nha. Rồi, để đi bim cái lo cái. Đây, em chim cút này là em chim cút trống nè mọi người. Nè, chim cút trống là gì nè nha. Đất nó màu, cái màu nó vàng vàng vậy nè. Nè, cái màu vàng vàng vậy nè. Chim cút trống nha, nó nâu nâu vàng vàng vậy nè. Là chim cút trống. Còn em chim cút này. Ơi. Ơi, cũng là kia em chim cút trống luôn nha mọi người. Nè, em chim cút trống luôn nha. Đó, hai em á đều chim cút trống hết trơn nha. Nè, hai em đều chim cút trống hết trơn nè. Cái ớt nó nè cũng nâu nâu vàng vàng vậy nha. Bữa nay á mình bẫy nãy giờ á là hai điểm được ba em nha. Ba em mà dính ba em chim cút trống không à, không có chim cút máy. Làm như chim cút máy lại bị anh em tao bắt hết rồi, với một phần nữa rồi Ngọc cũng bắt hết mớ á, cho nên cũng bớt nha. Cho nên giờ còn chim cút trống nhiều nè, cút trống gì nè. Ok không? Mấy cái kẹp này thấy gì á, đơn giản nha, nhưng mà lợi hại lắm nha mọi người. Có khi á, nếu như á, Ngọc nói nha, nếu như á, anh em á, có làm mấy cái kẹp này rồi nha, Ngọc đã có chia sẻ cách làm á, ở mấy cái video trước á. Nếu anh em có làm á, thì ở trên đây nè, ở trên cái đầu này nè, cây sắt này nhỏ này nha, chính là cái đầu chỉnh nha. Cái đầu mình chỉnh á, cái sợi dây ngang á, tức là con chim đi ngang để nó dậm lên đấy ha, hoặc chả nó hướng ngang đó, là cái này nè, có cái đầu chỉnh nha, chỉnh thấp chỉnh cao á, tùy theo nha. Nếu mình chỉnh thấp quá thì chim cút đi ngang nó không sập nha, còn mình chỉnh cho cao cao xíu là đi ngang là lụm liền à, nó chỉ có vậy thôi. Đó. Thấy ok chưa? Đó. Lần này á là cái bẫy này nha, cái bẫy này chết quớt nha mọi người, cái bẫy hai cánh này chết quớt nha. Rồi, chị Ngọc hẹn mọi người nha. Để mình kiếm cái điểm bẫy chim tiếp theo đó nha. Coi ra thành quả có được móc gì nữa không nha. Đó, để Ngọc bắt cái này lại nha. Đây. Đi hơi xa nha mọi người, đi hơi xa nha, cho nên nó dùng cái nón bảo hiểm chạy xe đi nha. Nè, em chung cút trống nãy nó mới dính nãy nè, nè, chung cút trống này nha. Rồi để Ngọc bắt luôn hai con này ra cho mọi người xem nha. Bẫy chim cút này dễ lắm. Chủ yếu chỗ đầu có cút thôi. Sợ là chỉ đặt chỉ sợ là sợ mình đặt cái chỗ mà nó không có cút thôi. Chứ chỗ mà có cút rồi thì bảo đảm là lụm liền, đặt lẹ lắm, bẫy lẹ lắm. Đó, gỡ dễ lắm nè, chỉ cần mình bẹt cái sống chân lấy cái tay mình bắt. Bắt nó ra là ra nè, vậy nè. Nè, bắt nhẹ thôi nè. Đó, cưng không? Cưng lắm. Ập ù. Cút trống thì cũng ập ù. Bỏ hết lòng luôn. Đây anh em nè, bắt ra luôn. Đó. Bẫy chân cút này là dễ vô cùng mà. Cái kẹp này á, là để làm gì mọi người biết không? Cái kẹp này á, là dùng để nha. Để là chuyên á, là chuyên để bắt chim mấy chim cút bể mọi người, chim cút bể nha. Chim cút trống rồi nè, mấy con cút này nè, ít cút trống nè, ít có đá kiến lắm. Ít có đá kiến lắm mà nó chỉ để đi thôi, đi vòng cái bẫy mình chơi vậy đó. Cho nên sử dụng cái kẹp là lụm liền. Rồi. Đó. Mọi người thấy lẹ không? Đi chút xíu à. Mới đây chừng đi chưa được tính ra chưa được 20 phút nữa mọi người, cho được nửa tiếng đi, chưa được nửa tiếng ủng hộ được ba em nè, chưa được nửa tiếng ủng hộ đó là ba em chào bá nện này, ba em chào bá nện này nha, đó, đã không, cưng không, nó đi lũ khủ nó khủng lận, rồi để Ngọc dọn đồ nghề nha, nè dọn đồ nghề cái nè, dọn đồ nghề luôn nha, rồi mình kiếm cái điểm bẫy chim tiếp theo nha. Bẫy chim cút này giải trí là mê lắm mọi người ơi. Ở nhà buồn buồn á, xách cái bẫy đi vòng vòng á, ra ngoài vườn mình á, ra ngoài vườn, ra ngoài hè đó là bẫy là lụm liền. Dễ lắm. Có một cái là mình chịu khó nha. Có một chỗ á, như là khi mà có một chỗ mà mình bẫy hoài thì cũng nhát. Cho nên là mình phải đi kiếm chỗ này chỗ kia đâu, mình bẫy vòng vòng đâu thì nó dính lẹ hơn nha. Chúng mình bẫy một chỗ hoài nó nhát tiếng á. Rồi mình đổi chỗ đâu, vài bữa mình cái bình nó quay lại, đặt là lụm liền à. Rồi, vậy mình hẹn nha. Hẹn mọi người, chừng nào lát nó đến đi bẫy chim tiếp theo đi rồi mình sẽ quay tiếp nữa nha. Đó. Rồi, vậy là mình đã đến điểm bẫy chim cút tiếp theo nha mọi người. Tiếp theo là bẫy trong cái vườn nha, vườn sugi này nha. Mình nghĩ ở đây nè, sẽ có chim cút nha. Mình nghĩ vậy thôi. Chung đậy bẫy chim cút này á cũng không phải là hay ho gì đâu mọi người ơi. Chủ yếu á là mình đánh nha, đánh chim cút đánh theo cảm tưởng thôi, cảm nghĩ á, mình nghĩ á, chỗ nào có chim cút mình cứ đặt đại cái bẫy đi. Nó là vậy đó. Có nó gai dính nè, cũng có khi chết quớt hoài mọi người ơi.
Nhiều khi mình nghĩ có cút thiệt nha, nhưng mà đặt cái bẫy rồi xong trơn cũng khi cũng đâu có con nào lại đâu. Cũng chức quất hoài vậy. Nhưng mà mình đi đánh á, lựa chỗ nào nha, lựa chỗ nào á mà có cỏ cỏ, có cỏ vậy nè, vườn vườn mà có cỏ cỏ nha, có tàn cây mát mát vậy nè, thì khả năng á, có chân cút cao lắm nha. Là chỉ có vậy à. Rồi quyết định nha, mình đặt cái bẫy trong 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 gốc cây nè, đây nè, đó, đây nè, ngay cái miếng cây này nha, để mình đặt xong cái bẫy mình quay cho mọi người xem nha. Tại vì đặt cái bẫy á là mất cái thời gian hơi lâu nha. Rồi để mình đặt xong cái bẫy mình quay cho mọi người xem nữa. Rồi nè nha mọi người, vậy là mình đã đặt xong nha, đặt xong ba cái bẫy là như thế này nha. Đó, mình nghĩ trong cái khu vườn này nè, nè trong khu vườn này nè ha, là mình nghĩ sẽ có chim cút mái nha, nhớ cô chim cút mái á, là cơ hội cao lắm nha. Cái vườn này im lắm, nhưng mà không biết cái không biết nó có kịp á, là dính cái lục không nha, hay là dính hai cái kẹp vậy, cậu nó đi á, nó đi mà sơ sẩy dính cái kẹp liền nha. Đó, rồi mọi người cùng xem nha, coi coi hiệu quả tiếp theo đây có được cái móc gì nữa không nha. Rồi, vậy là thành quả được một em chim cút nha mọi người. Em chim cút này là em chim chim cút mái nha mọi người. Chỗ này hình như là tới một cặp lắm mọi người. Nó đi gần quá, nó đi gần quá rồi cho nên nó dính con cút này nha, dính con cút mái rồi xong trên cút kia có lẽ nó nhát đó mọi người. Dính á, tại nó kẹp gần quá đó nó giật mình nó chạy luôn. Nó giọt luôn rồi. Nếu mình đợi á thì vẫn dính trong khoảng dính đó mọi người, nhưng mà hơi lâu nha. Tại trời này cũng tối rồi, cũng hơi chiều tối rồi. Cho nên là nhà Ngọc cũng hơi xa, cho nên là Ngọc bắt con này nha. Nè. Em đi cút máy nè, mọi người thấy không? Đó, cút máy nó là gì nè, đất cái đen đen vậy nha, đất cái đen đen vậy nè, tức là chim cút máy nha. Đó, chỗ này mình nghĩ chỗ chim cút máy là có chim cút máy thấy không? Đó, cũng hên, lâu cũng hơi hên cái chứ. Đó, còn cái kẹp này nè, với cái lồng chớ quất nha, cái lồng chớ quất nha. Tại vì đa phần á, chim cút mà nó muốn đá bẫy mình phải không? Thì nó phải lại, khi nó lại rồi nó nghe được cái âm thanh á, bật đó phải không? Thì nó lại nó sẽ đi vòng nha mọi người, nó đi đánh vòng, nó đi vòng nè, để nó quan sát á, mà nó quan sát để nó vũ đá kính thôi, mà khi nó đi vòng thì nó quan sát. Chưa kịp quan sát xong nữa thì đã bị dính kẹp rồi. Đó là chỉ có vậy thôi nha mọi người. Đó. Nè, rồi, xem như là hôm nay là thành quả của mình là được nhiêu nè, đó. Đó, thấy ok không? Đó. Ba em chim cút trống. Một em chim cút mái là thành quả hôm nay là mình được 4 em nha. Rồi, như vậy thì Ngọc cũng xin kết thúc cái video đây luôn nha mọi người. Ngọc cũng chúc cho cô chú, anh chị và các bạn xem bảy chim cút giải trí vui nha. Rồi. Bye bye mọi người luôn nha.